Trong tháng 8 năm 2024, vòng sơ khảo hội thi dân vận khéo cấp thành phố đã diễn ra sôi nổi tại 6 cụm. Qua những vòng thi sáng tạo, các cụm đã đầu tư công phu, thể hiện rõ tính chuyên biệt của công tác dân vận. Qua vòng sơ khảo tại 6 cụm thi, ban tổ chức đã lựa chọn những đội thi xuất sắc nhất để tranh tài tại trung khảo hội thi gồm quận Tây Hồ, huyện Đông Anh, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Đống Đa và Công an thành phố Hà Nội. Để chuẩn bị cho vòng trung khảo cấp thành phố, 6 đội đang tích cực tập luyện, chuẩn bị những phần thi chất lượng nhất. Đặc biệt, đã lựa chọn nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu gắn với những vấn đề thiết thực với cuộc sống nhân dân ở mỗi địa phương. Với quận Đống Đa, ngoài những điểm đặc biệt như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Gò Đống Đa, thì tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông cũng được đưa vào các nội dung thi. Tôi có Văn Miếu Quốc Tử Giám, có Gò Đống Đa, và là đặc biệt là cái mô hình cái chuyến tàu lấy cái ý tưởng từ cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Đấy, thì Đống Đa của chúng tôi thì có 4 cái tuyến ga trên đó, thì nó cũng là một cái điểm nhấn, bởi vì cái đường sắt ở trên cao nó là đầu tiên của Hà Nội mà nó chạy qua địa bàn của quận, thì chúng tôi lấy cái ý tưởng đó để đưa vào cái làm các cái chuyến tàu dân vận khéo. Ở đây là lực lượng của chúng tôi là cũng rất là đông, gồm đủ các thành phần từ cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn. Chúng tôi là luyện tập hết sức hăng say, bởi vì nó thành phần nó đa dạng, cho nên là tất cả mọi người đều phải nỗ lực, đều phải cố gắng. Còn tại huyện Phúc Thọ, các thành viên đội thi đều là những cán bộ dân vận ở cơ sở, đang công tác ở những cơ quan, đoàn thể khác nhau, nhưng đều dành thời gian tập luyện khẩn trương. Những diễn viên không chuyên cố gắng thể hiện hết mình trên sân khấu để đưa những mô hình dân vận khéo tiêu biểu của địa phương đến với khán giả. Câu chuyện giải quyết mâu thuẫn trong gia đình khi tranh chấp đất đai đã được đưa vào tiểu phẩm. Đội thi huyện Phúc Thọ thì tham gia hội thi dân vận khéo thành phố với gần 40 thành viên. Tất cả các thành viên trong đội thì đều có những ngành nghề khác nhau, nhưng mà trên hết thì các đồng chí cũng đều vượt qua những cái khó khăn để tổ chức tập luyện một cách nghiêm túc và rất là chu đáo, trách nhiệm. Mô hình dân vận khéo mà chúng tôi đưa lên tiểu phẩm đó chính là một hoạt cảnh tranh chấp đất đai giữa hai anh em ruột trong một gia đình. Và đây là một cái câu chuyện rất là thực tế tại huyện Phúc Thọ, và chúng tôi đã xây dựng kịch bản và đưa lên trên sân khấu của màn tiểu phẩm trung khảo hội thi dân vận khéo cấp thành phố. Hội thi dân vận khéo thành phố Hà Nội năm 2024 là dịp để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô về vị trí, vai trò công tác dân vận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị và thành phố, đồng thời cổ vũ động viên, nhân rộng các mô hình dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn thành phố.